Chào các em. Lại một tuần mới bắt đầu. Tình hình học tập các em trên lớp thế nào rồi? Có ổn không? Trước khi bắt đầu vào buổi livestream hôm nay thì có em nào có bài tập cần hỏi đến là em nào mà có bài nào khó mà cần hỏi đến anh không? Thì anh có thể là anh sẽ giải đáp luôn nhé. Mấy hôm nay anh đau họng suốt mấy hôm nên là chưa livestream được nên là lại bị ngừng mất mấy buổi. Em ơi, tại vì nhóm của mình là nhóm kín em nhá, nên là mình không thể share hay là không thể chia sẻ được sang các nhóm khác hay là chia sẻ được trên các trang cá nhân bên ngoài được. Tuy nhiên thì anh có lưu lại tất cả các cái bài giảng livestream của anh ấy ở trên cái bài ghim ấy. Anh có ghim một bài riêng để anh lưu lại tất cả các link mà anh đã like từ đầu đến giờ. Đấy. Nên là cứ khi nào mà em cần xem lại ấy, thì em có thể em chọn vào link, em nhấp vào link đấy là có thể xem lại được luôn. Đấy, chứ bây tại vì nhóm mình là nhóm kín nên là không thể share được hay không thể chia sẻ được. Rồi, tại vì một lý do là tại sao anh cũng như là các anh chị quản lý nhóm ấy không bật cái chế độ chia sẻ cho các em. Tại vì cái trang này ấy, là dành riêng là để hỗ trợ riêng cho các em sử dụng cái sách công phá kỹ thuật Casio. Đấy. Nên là tại vì tất cả mọi vấn đề đều là anh giảng dạy đều trình bày lại từ trong sách, có nghĩa là trình bày dưới một cách để làm sao cho các em dễ hiểu nhất. Đấy, nên là nó liên quan đến tất cả nội dung trong sách nên là không thể chia sẻ được cho ra bên ngoài. Nếu mà có ấy chỉ là anh sẽ tổ chức một vài buổi livestream riêng thôi để chia sẻ cho tất cả các cái bạn cái kỹ thuật, những cái kỹ thuật nào mà anh như kiểu là có thể là anh mới phát hiện ra chẳng hạn, hay là anh mới tìm hiểu ra, hay là những cái kỹ thuật nào mới hay những kỹ thuật nào hay thì anh sẽ chia sẻ ra bên ngoài. Đấy. Không biết các em có bạn nào cần hỏi anh có vấn đề gì hỏi anh không? Tất cả mọi vấn đề nhé, trừ các cái môn khác, liên các môn toán ra thì anh không trả lời được rồi. Đấy, còn những cái gì liên quan đến môn toán thì nếu mà anh trả lời được thì anh sẽ trả lời ngay cho các em. Còn nếu mà anh không trả lời được ngay ấy thì có thể là anh sẽ hẹn các em vào một lần gần nhất, có thể là anh sẽ nhắn tin riêng cho các em chẳng hạn. Đấy. Nên là trước trước khi vào cái buổi livestream hôm nay ấy, nếu bạn bạn nào có câu hỏi nào mà thắc mắc với anh ấy thì các bạn có thể hỏi luôn tại đây nhé, để anh trả lời luôn. Chứ tầm khoảng 5 đến 6 phút nữa, khoảng 5 phút nữa là anh livestream đấy. Thì anh dạy sang bài mới, dạy sang bài hôm nay luôn đấy thì có thể là các bạn không hỏi được. Mà trong cái quá trình anh dạy thì anh cũng không thể nào mà anh hỗ trợ các bạn được. Hoặc là có thể các bạn sẽ hỏi luôn bây giờ hoặc là tí nữa kết thúc buổi livestream ấy thì các bạn có thể hỏi cũng được. Nhưng mà thường thường thì anh thấy là sau khi kết thúc buổi livestream thì số lượng các bạn theo dõi cũng giảm đi ấy. Nên là không có nhiều bạn hỏi hỏi sau khi kết thúc. Nên là có bạn nào có câu hỏi gì thì cứ hỏi luôn bây giờ cũng được nhé. Rồi. Mình đợi thêm một vài phút nữa nhé để xem có bạn nào vào thêm hay không, để thì anh sẽ bắt đầu bài hôm nay nhé. Xin lỗi các em, anh lại để ập máy tính. Thôi để anh tắt nhá. Để anh tắt ập máy tính luôn.
Như hôm trước anh đã báo trước ấy, thì hôm nay anh sẽ sang một cái vấn đề khác. Cái vấn đề này là cái vấn đề cuối cùng trong cái chương hàm số. Và cũng, à không phải là vấn cuối cùng đâu, nó là vấn đề cuối cùng trong cái phần hàm số lớp 12. Đấy, sang buổi sau, có thể là sau khi hết cái vấn đề này thì mình sẽ trở lại cái phần hàm số của lớp 10 và lớp 11, một số cái vấn đề cơ bản thôi. Đấy, nên là cái do cái bài này này, cái bài này theo anh nhận thấy ấy, nó liên quan đến lớp 12 và nó cũng xuất hiện trong đề thi rất là nhiều, nên là anh sẽ dạy kỹ hơn nhé. Anh dạy kỹ hơn có nghĩa là như nào, có nghĩa là ngoài các cái ví dụ trong sách thì anh sẽ có thể, anh sẽ trình bày thêm cả các cái giải thích kỹ thêm tất cả những cái bài nào mà anh cảm thấy nó cũng anh cảm thấy là các em trong quá trình là các em gặp vấn đề ấy. Đấy, ở trong cái phần bài tập rèn luyện kỹ năng này đấy, thì anh sẽ trình bày luôn ở cái buổi livestream này đấy. Mục đích, à không phải mục đích mà lý do là tại vì cái phần này nó xuất hiện nhiều trong đề thi nên anh sẽ dạy kỹ hơn bình thường. Cái phần này thì thực ra ấy, thì theo anh thấy thì cái phần này thì nó biến hóa rất là nhiều, nó có rất nhiều dạng bài. Thực ra có bài thì mình có thể sử dụng máy tính cầm tay được, nhưng mà có những bài thì mình lại không thể nào mình sử dụng máy tính được. Đấy, nên ở trong sách thì anh đã cố gắng anh trình bày hết 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 sức có thể là tất cả những cái ví dụ mà mình có thể mình sử dụng máy tính cầm tay được. Còn cái vấn đề có cái vấn đề để xử lý các bài tập khác ấy, là phải dựa vào cái độ tìm hiểu của các em về 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 cái bài tập cũng như về máy tính cầm tay như nào. À, nếu mà các em hiểu rõ dạng bài tập này đấy, thì sau này ấy, nếu mà có xuất hiện những cái bài ấy, mà các em cảm giác mà nó tương tự ấy, thì làm rất là dễ thôi. Đợi khoảng 1 2 phút nữa nhé, thì anh sẽ bắt đầu vào cái buổi livestream của mình, sẽ bắt đầu vào cái buổi dạy mới của mình. Và anh xin nói lại là cái bài này có thể là anh sẽ chia làm nhiều buổi, và theo anh thấy là có thể là ít nhất sẽ là 2 buổi dạy về cái phần này và nhiều nhất sẽ là 3 buổi. Tại vì sao? Tại vì ngoài những cái ví dụ trong sách, anh sẽ trình bày thêm cho các em về các cái bài tập rèn luyện ở cái phần cuối cái phần 7, sự tương giao của hai đồ thị hàm số này. Đấy, nên có thể sẽ tùy thuộc, nên là có thể sẽ chia làm 2 buổi hoặc là chia ra làm 3 buổi. Anh sẽ chia làm sao cho nó hợp lý nhất, có thể chia đều cho các buổi. Anh sẽ chuẩn bị, anh bắt đầu cái buổi live của mình luôn nhé. Anh sẽ bắt đầu buổi dạy của mình hôm nay luôn.
Rồi, anh sẽ bắt đầu sang luôn nhé. Anh sẽ bắt đầu bài dạy của mình tại đây. Thì cái phân sự tương giao của hai đầu thị hàm số này như anh đã nói thì nó có ứng dụng rất là nhiều. Tại vì ấy, hầu hết trong tất cả mọi đề thi đều sẽ có ít nhất là một đến hai hoặc hai câu liên quan đến phần này. Đấy. Có thể là những cái câu chứa hàm cụ thể nó có thể là từ dễ đến khó. Khó là có thể là sẽ chứa tham số. Đấy. Về xét sự tương giao của đồ thị hai hàm số C1 và C2 như nào thì anh đã trình bày trong sách cái phương pháp chung của nó rồi. Ví dụ như các em có thể lập cái phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị y bằng fx và y bằng gx. Đấy. Thì anh có thể anh lập phương trình hoành độ giao điểm để tìm cái hoành độ trước cho sau khi tìm được cái hoành độ ấy thì các em thay vào những hoặc cái phương trình y bằng fx hoặc là y bằng gx để các em tìm tung độ. Đấy là cách tìm giao điểm của hai đồ thị hàm số. Và cái thứ hai ấy, cái thứ hai mình cần nhớ là cái số giao điểm của hai đồ thị hàm số. Ở đây anh ký hiệu là C1 và C2. Đấy, số giao điểm của C1 và C2 chính là số nghiệm của cái phương trình sau này, là cái của phương trình hoành độ giao điểm. Cái thứ hai, đối với những cái bài toán mà chứa tham số ấy, đấy, đối với những cái bài toán mà chứa tham số, nếu mà tham số bậc 2 ấy, thường thường là các em sử dụng cái phương pháp nhẩm nghiệm, có nghĩa là khả năng cao là các em sẽ nhẩm được một cái nghiệm đẹp của phương trình đấy đối với những cái bài toán mà tham số bậc 2, tham số bậc 2 hay bậc 3 trở lên. Đấy, còn đối với những cái bài toán mà tham số bậc 1 thì chắc chắn có một cái phương án mà các em có thể nghĩ đến, đó là phương án cô lập tham số mở. Cái phương án cô lập tham số mở này thì các em đã học nhiều trong cái phần về tính đồng biến nghịch biến của hàm số rồi. Đấy, nên là ở đây anh sẽ không nói lại nữa. Đấy. Cái thứ ba, đấy sau khi mà các em cô lập tham số mở và đưa được cái phương trình hoành độ, đưa cái phương trình hoành độ hoặc cái phương trình gì đấy về cái dạng fx bằng m, hoặc cũng có thể là đưa một dạng mà một vế của nó chỉ có một cái biểu thức của m thôi. Đấy, gm bằng fx đấy. Một vế là chỉ gồm cái biểu thức của m, vế còn lại là gồm biểu thức của x. Đấy, và cái số nghiệm của cái phương trình này này chính là số giao điểm của cái đường thẳng y bằng gm. Đây là một cái đường thẳng song song với trục OX và đồ thị hàm số y bằng fx. Khi đó thì các em sẽ khảo sát cái đồ thị hàm số y bằng fx trên cái miền mà các em xác định được. Đấy, cái miền của x ấy. Em lưu ý cho anh là cái y bằng gm này, do m là tham số nên là một vế chỉ là các biểu thức của m thì y bằng gm nó sẽ là một đường thẳng đấy nó sẽ song song với trục OX, song song với trục hoành. Đấy, và fx là một đồ thị nên là cái số nghiệm của phương trình này chính là số giao điểm của đường thẳng và đồ thị y bằng fx. Đấy, các em lưu ý cho anh. Có thể ở trên lớp chắc thầy cô giáo thì cũng đã dạy kỹ cái phần này rồi. Tại vì sao? Tại vì cái phần này nó xuất hiện nhiều trong đề thi nên là thầy cô giáo chắc chắn sẽ dạy kỹ cho các em. Đấy. Về cái phương pháp sử dụng máy tính cầm tay để giải bài toán này thì thường thường anh sẽ sử dụng các cái phương pháp chính, mà những cái phương pháp đấy ấy, thì từ đầu đến giờ hầu như là anh đã sử dụng rồi. Có thể là cái phương pháp sử dụng phân tích Bách phân này, hay là can 100 này, gán cho giá trị tham số m100 này, hay gán x bằng số phức này, gán x bằng số ảo y ấy và gán m100 đấy, hoặc là những cái phương pháp như kiểu show này, tìm nghiệm này đấy, hay là table này, bảng giá trị này đấy, anh đều đã trình bày những cái phương pháp này thì anh đều đã nói ở những cái bài livestream trước rồi, nên là nếu mà có em nào mà theo dõi từ bài 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 số 1 cho đến bài số 9 thì các em có thể biết tất cả những cái phương pháp này rồi nhé. Ở trong sách thì có một số ví dụ rất là đơn giản. Trong sách thì có một số ví dụ rất là đơn giản, ví dụ 1 và ví dụ 2 thì anh sẽ không trình bày ở đây nữa. Đấy, anh chỉ nói qua thôi. Ví dụ như cái ví dụ số 1 này, đấy các em theo dõi nhé. Các em theo dõi cho anh này. Cái ví dụ số 1 là người ta yêu cầu là tìm số giao điểm của một cái đồ thị hàm số bậc 3 có dạng như này. Đấy. Và đường thẳng y bằng 1 trừ x.
đường thẳng y bằng một chữ x. Các em lưu ý cho anh để tìm số giao điểm của hai cái đồ thị này. Đấy, để tìm số giao điểm của hai cái đồ thị này thì em tìm số nghiệm của cái phương trình ngoành độ. Đấy, khi đó số nghiệm chính là số giao điểm. Đấy, các em xét phương trình ngoành độ x mũ 3 trừ 2 x bình cộng 2 x cộng 1 bằng 1 trừ x. Đấy, phương trình ngoành độ. Đấy thì các em chuyển về các em đưa về một cái phương trình bậc 3 như này. Và các em hoàn toàn có thể sử dụng máy tính cầm tay để các em bấm giải cái phương trình bậc 3 này. Đấy, như ở đây ấy, anh bấm ra thì này. Thì máy tính cầm tay ra cho mình ba nghiệm. Nhưng trong đó chỉ có một nghiệm thực là x bằng 0 thôi. Hai nghiệm còn lại đều là hai nghiệm phức. Hai nghiệm là hai nghiệm phức. Có thể là nhiều em chưa học đến phần số phức, nhưng mà các em không cần quan tâm nhé, các em chỉ cần nhớ cho anh hai nghiệm là hai nghiệm phức. Đấy. Nên là khi có một nghiệm thực thì cái hai đồ thị này sẽ cắt nhau tại đúng một điểm. Đấy, cắt nhau tại đúng một điểm. Nên là chúng có một giao điểm và số giao điểm ở đây là một, nên các em khoanh vào phương án B. Đấy. Còn ví dụ số 2 là anh làm như thế nào? Cái ví dụ số 2 là người ta yêu cầu mình xác định tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số. Đây là hàm phân thức bậc 2 trên bậc 1. Và đường thẳng y bằng x cộng 1. Đấy. Ở cái ví dụ số 2 này thì anh sử dụng lệnh can để kiểm tra nghiệm của phương trình. Hoặc các em có thể sử dụng cái lệnh show ấy, shift can đấy, để các em tìm nghiệm của phương trình cũng được, không sao cả, nó chỉ là một thôi. Đấy. Ví dụ như khi các em viết cái phương trình ngoành độ giao điểm ra như này thì các em để ý này. Phương trình ngoành độ giao điểm có nghĩa là mình chỉ quan tâm đến các cái ngoành độ của các cái giao điểm trong các phương án này thôi này. Đấy. Nên là nếu các em mà sử dụng lệnh can ấy thì các em nhập vào máy tính biểu thức gì? Các em chuyển vế và các em chỉ cần nhập vào máy tính biểu thức này cho anh thôi. X bình trừ 2x trừ 3 trên x trừ 2 trừ x trừ 1 đấy. Nên là sau khi nhập được cái này thì các em can cho anh với những cái giá trị x bằng 3 này, x bằng 3 ở đây này, x bằng trừ 1 và x bằng trừ 2 này. Nếu mà cái giá trị nào làm cho cái biểu thức này có giá trị bằng 0 thì có nghĩa nó là nghiệm của cái phương trình này. Nó là nghiệm của phương trình này thì có nghĩa nó là ngoành độ giao điểm, nên là các em chọn ngay cho anh cái phương án đấy nhá. Đấy. Còn nếu mà các em sử dụng lệnh show ấy thì các em cũng nhập cái này vào và các em show, và chú ý cho anh ở đây là phương trình sẽ ra là hai nghiệm. Tại sao? Tại vì khi các em quy đồng cái x trừ 2 nhân x trừ 1 lên đây. Đấy. Thì nó sẽ có tối đa là lên đến bậc 2, lên đến bậc 2. Thì phương trình nó sẽ có tối đa là hai nghiệm. Hoặc là nếu mà các em để ý luôn cho anh này, ở đây hệ số là x bình này, ở đây là trừ x bình này, hết luôn thì từ nó chỉ còn bậc nhất thôi, từ bậc nhất thì phương trình nó chỉ có một nghiệm thôi. Đấy, nên là cái đồ thị này chỉ có một giao điểm. Nên tìm giao điểm như nào thì các em tự tìm giúp anh nhé. Tại vì đây là những cái ví dụ rất là dễ rồi. Đấy. Tiếp theo là anh sẽ quan tâm đến những cái ví dụ từ ví dụ số 3 trở đi. Từ cái ví dụ số 3 trở đi là nó liên quan đến phần chứa tham số. Ví dụ số 3 này, 4, 5, 6 cho đến hình như là cả phần này thì anh trình bày đến ví dụ. Anh có cho các em 14 ví dụ. Đấy. Thì hôm nay anh sẽ trình bày một số cái ví dụ. Có thể là sẽ từ ví dụ 3 đến ví dụ 10 chẳng hạn. Đấy. Và hôm sau anh sẽ trình bày nốt những cái ví dụ còn lại và những cái bài tập ở cái phần bài tập luyện tập chương. Đấy. Rồi, anh sẽ bắt đầu hướng dẫn cho các em từ ví dụ số 3 nhé. Anh sẽ ghi đề ở đây. Ví dụ số 3. Chắc các em đều nhìn rõ không không? Em nào mà không nhìn rõ thì bảo anh nhé. Thì anh sẽ chỉnh lại. Ví dụ số 3 ở đây là người ta cho một hàm số phân thức bậc nhất trên bậc nhất. Đấy. Y bằng x cộng 1 trên x trừ 1. Và người ta cho cái đồ thị này có à, cho cái hàm số này có đồ thị là C. Đấy. Và một bằng thẳng D có phương trình là y bằng trừ x cộng m. Đấy. Và ở đây người ta yêu cầu là gì? Người ta yêu cầu tìm m để D cắt C tại hai điểm phân biệt. M bằng bao nhiêu? Để D cắt C bằng hai điểm phân biệt.
Thực ra đây là những cái ví dụ rất là cơ bản rồi, thì chắc chắn là trên lớp thì các thầy cô thì cũng đã dạy cho các em rồi. Đấy, nhưng mà để xử lý cái bài này bằng máy tính cầm tay thì sao? Thì anh sẽ hướng dẫn luôn ở đây. Ở đây người ta cho mình bốn bốn đáp án. Đáp án A là m nhỏ hơn 2 trừ căn 2. Đáp án B là m lớn hơn 2 cộng căn 2. Đáp án C ở đây là m nằm giữa 2 trừ căn 2 và 2 cộng căn 2. Và đáp án D thì là m lớn hơn 2 cộng căn 2 hoặc m nhỏ hơn 2 trừ căn 2. Đấy, người ta cho mình bốn đáp án như này. Các em theo dõi hay nhá. Thì anh sẽ trình bày cái ví dụ số này ở đây. Đấy. Trước tiên để làm một cái bài toán mà tương giao của đồ thị hai hàm số thì cái bước đầu tiên các em phải làm sẽ là gì? Sẽ là tìm cái phương và à, sẽ là viết cái phương trình hoành độ giao điểm đúng không? Thì anh sẽ viết phương trình hoành độ giao điểm cho em nhé. Anh viết tắt ở đây này, phương trình hoành độ giao điểm. Đấy, phương trình hoành độ giao điểm. Phương trình hoành độ giao điểm ở đây sẽ là x cộng 1 trên x trừ 1 bằng trừ x cộng m. Đấy, tương đương cái đầu tiên các em có ấy, một cái và cái đầu tiên các em có là phải là điều kiện x khác 1 đúng không? X phải khác 1 đã. Đấy, tại vì sao? X khác 1 là cái điều kiện xác định của cái hàm số này, hàm số phân tích. Cái thứ hai là các em quy đồng lên cho anh là x cộng 1 bằng x trừ 1 nhân trừ x cộng m. Đấy, các em quy đồng. Các em gọi có thể gọi đây là cái phương trình sao chẳng hạn. Đấy. Bây giờ các em sẽ bình thường là các em sẽ nhân tung đúng không? Các em sẽ nhân tung để các em ra một cái phương trình bậc 2 với ẩn là x và tham số là m. Đấy, nhưng mà bây giờ anh không nhân nữa, anh không nhân ra nữa, bây giờ anh sử dụng máy tính để anh viết về phương trình bậc 2 thôi. Đấy. Để sử dụng máy tính thì anh tại vì ở đây có tham số m, có ẩn x, ở đây là có hai cái biến phân biệt đấy. Đấy, có m và có x nên anh sẽ gán cho x bằng 100 và gán cho m bằng y. Và gán cho m bằng y. Đấy, gán cho m bằng y. Thì khi đó các em trước tiên đấy muốn gán cho m bằng y thì các em phải về cho anh cái chế độ mà mốt 2. Cái chế độ mức 2 hay là menu 2 đối với máy tính 580 ấy. Đấy. Cái chế độ này là chế độ làm việc riêng với số phức nhá. Sau này các em học sang cái phần số phức thì các em sẽ hiểu rõ hơn. Nhưng hiện tại các em cứ ấn như này cho anh đã. Đấy. Sau khi các em về cái chế độ số phức này rồi thì các em gán x bằng 100, tức là ở đây anh viết lại nhá. Đây 100 này. Gán cho x này. Biến nhớ x. Và cái thứ hai là y này gán cho cái biến nhớ m này. Đấy, đấy là viết trong máy, để ngôn ngữ trong máy. Và sau đó sau khi gán thì các em nhập cái này vào thôi. Các em nhập cái này vào và các em quan sát kết quả thôi. Anh sẽ thực hiện từng bước một cho các em nhé. Không biết máy tính ở đây các em có nhìn rõ không? Không biết các em có nhìn rõ không? Để anh chỉnh lại đèn. Đấy. Mong là các em nhìn rõ nhé. Em nào mà không nhìn rõ bảo anh. Đấy. Bây giờ anh về chế độ menu 2 này, số phức này. Bây giờ anh gán 100 cho cái biến nhớ x. Tiếp theo là anh gán y cho số ảo y này, cho biến nhớ m. Và các em lưu ý số ảo y các em ấn cái nút này. Đấy. Đây, cái nút anh đang chỉ tay đây. Các em ấn nút này, xong em ấn store m là gán cho m. Đấy. Sau khi gán rồi thì các em nhập cho anh cái này. Nhập thì nhập kiểu gì? Các em chuyển vế, đưa về một vế bằng 0, đưa về cái dạng này. Các em chuyển vế cho anh đưa về cái dạng là x cộng 1 trừ x trừ 1 nhân trừ x cộng m. Đấy, bằng 0. Và các em nhập riêng cho anh cái vế trái này để phân tích cái vế trái thôi. Đấy, anh nhập nhé. X cộng 1 trừ x trừ 1 nhân trừ x cộng m. Đấy, xong bây giờ anh ấn bằng là máy sẽ hiện ra cho anh kết quả. Đấy. Máy sẽ hiện ra cho anh kết quả là 10.001 trừ đi 99y.
Các em lưu ý cho anh, do đấy anh gán x bằng 100 và y bằng m. Đấy, nên cái y này anh sẽ viết thành m. Đấy, y này anh sẽ viết thành m. Và cái 99 này này, anh tách kiểu gì? Nó gần với 100 nên anh sẽ tách thành m trừ 1 đúng không? Bằng 100 trừ 1 đúng không? Và nó chính là m trừ 1. Cái này thì anh đã hướng dẫn nhiều đấy. Cái 10.001 này thì các em để ý nó sẽ bằng m bình cộng 1. Tại vì khi mà 100, à anh xin lỗi, ở đây là x trừ 1, tại vì sao? Tại vì mình đang gán x bằng 100. Ở đây là x bình cộng 1. Đấy, x bình cộng 1. Tại vì sao? Tại vì các em gán x bằng 100 thì x bình cộng 1 nó sẽ ra đúng bằng giá trị là 10.001 luôn. Thì cái vế bên trái này thì cái phương trình sao này, các em sẽ viết được về dạng sao tương đương với x bình cộng 1 này trừ trừ đi x trừ 1 nhân m. Đấy, rõ ràng các em ra một cái phương trình bậc 2 này, x bình này trừ m nhân x này cộng m cộng 1 bằng 0. Đấy, ra một phương trình bậc 2 ẩn x và tham số là m. Phương trình này vẫn là phương trình sao nhé. Đấy. Thế bây giờ các em tìm điều kiện để cái đường thẳng D và các đồ thị C tại hai điểm phân biệt. Các em lưu ý để đồ thị D là cắt đường thẳng. Để đồ thị D là cắt đường thẳng C tại hai điểm phân biệt thì cái phương trình hoành độ thì cũng phải có hai nghiệm phân biệt đúng không em? Nhưng các em lưu ý cho anh ở đây điều kiện của mình đang là x khác 1 nên là yêu cầu bài toán anh viết như này. Đấy, tương đương với phương trình. Cái phương trình mình vừa phân tích ở đây, đây là vẫn là phương trình sao này. Phương trình sao này có hai nghiệm phân biệt khác một. Đấy, sau khi có hai nghiệm khác một thì cái thứ nhất, cái điều kiện đầu tiên các em cần là các em thay x bằng một vào đây thì nó phải khác không, có nghĩa là gì? Có nghĩa là một bình trừ m nhân 1 cộng m cộng 1 khác không. Rõ ràng các em thấy ở đây, ở đây cái vế bên này là bằng một rồi đúng không, luôn khác không rồi, cái này là điều hiển nhiên rồi. Đấy, sau khi mà các em được cái này thì sao có nghĩa là phương trình này luôn có hai nghiệm phân biệt khác, à, luôn có nghiệm khác một rồi. Thì để yêu cầu phương trình có hai nghiệm phân biệt là delta sẽ phải lớn hơn không, và delta lớn hơn không thì tương đương với delta bằng m bình phương này trừ 4 nhân m cộng 1, lớn hơn không tương đương với m bình phương trừ 4m trừ 4 lớn hơn không. Đây là một cái bất phương trình bậc 2. Nếu mà em nào không nhẩm nhanh được thì các em hoàn toàn các em có thể ấn máy tính để các em giải bất phương trình. Đấy, và các anh sẽ giải, anh sẽ bấm lại ở đây. Đấy, đây là các em chọn A này, bất phương trình bậc 2 này, dấu là lớn hơn không này. Đấy, các anh 1 trừ 4 trừ 4. Và đây anh ra hai giá trị. Có nghĩa là hai miền giá trị, có nghĩa là x lớn hơn 2 cộng 2 căn 2 và m, mình đang giải bằng m, và m nhỏ hơn 2 trừ 2 căn 2. Đấy, tương đương như này. Có nghĩa đây chính là cái đáp án của bài toán và các em chọn được cái phương án đúng là phương án D. Đấy. Thực ra cái bài này thì cái vai trò của máy Casio không nhiều, nó chỉ giúp cho các em ở cái bước mà phân tích nhanh cái phương trình này thôi. Thực ra thì nó cũng không nhanh lắm đâu, tại vì có nhiều em nhẩm rất là nhanh. Đấy. Cái thứ hai là giúp các em giải cái bất phương trình bậc 2 này, mà thực ra cái bất phương trình bậc 2 này mình nhẩm cũng dễ. Đấy. Nên là ứng dụng ở Casio của bài này không nhiều. Nhà đến những cái ví dụ tiếp theo ấy, những cái ví dụ sau ấy thì anh sẽ cho các em thấy là sẽ có, mình sẽ sử dụng được, mình sẽ ứng dụng được cái máy tính cầm tay nhiều đấy. Đấy. Tiếp theo là anh sẽ sang cái ví dụ số 4. Không biết là có em nào cần hỏi anh gì nữa không? Nếu không thì anh sẽ sang luôn cái ví dụ số 4 cho các em. Đấy. Ví dụ số 4 nhé. Anh sẽ lại chép đề ra đây. Ví dụ số 4. Ví dụ số 4 này, người ta cho mình một cái hàm số bậc 3.
y bằng mx mũ 3 trừ đi m bình cộng 6 nhân x bình. M bình cộng 6 nhân x bình cộng 15mx trừ 9m bình. Và người ta cho được cái hàm số bậc 3 này có đồ thị là C. Đấy, có đồ thị là C. Và người ta hỏi, người ta yêu cầu là tìm m, m bao nhiêu. Đấy. Để cái đồ thị C cắt trục OX tại hai điểm phân biệt. M bằng bao nhiêu để C cắt OX hai điểm phân biệt. Đối với cái bài này ấy, thì các em có thể sử dụng, các em phải làm cả bằng máy tính cầm tay cả bằng trắc nghiệm thì sẽ rất là nhanh. À, cả bằng máy tính cầm tay cả bằng tự luận thì sẽ rất là nhanh. Đấy. Thì máy tính cầm tay ứng dụng ở bài là gì? Có nghĩa là các em có thể phân tích được cái phương trình này theo nhân tử. Có nghĩa là nhiều em sẽ nhẩm nghiệm. Đây, anh sẽ nói luôn. Ở đây người ta cho bốn đáp án là A m bằng 2, B m bằng 0, C m thuộc hai một m thuộc là hai giá trị là trừ 2 và 2, và D m thuộc hai giá trị trừ 1, 1. Đấy. Thực ra cái bài toán này đề của nó cho không hay, tại vì người ta cho sẵn các em hàng các cái giá trị của m rồi, nên là các em có thể hoàn toàn các em thử các cái giá trị của m này vào nhé. Đấy, thử m sẽ nhanh hơn. Các em nên thử m bài này. Đấy, còn bây giờ thì anh sẽ hướng dẫn cho các em cái cách, một cái cách để tí nữa các em có thể làm những cái bài sau đó, là các em phân tích cái phương trình bậc 3 này về hai cái tích của một nhân tử bậc nhất và một cái bậc 2. Trước tiên là các em viết cho anh cái phương trình hoành độ giao điểm. Phương trình hoành độ giao điểm ở đây sẽ là mx mũ 3 giao với OX, mà nên là OX ở đây có phương trình là y bằng 0. Đấy. Lên phương trình hoành độ giao điểm sẽ mx mũ 3 trừ m bình cộng 6 nhân x bình cộng 15mx trừ 9m bình. Đấy. Đối với những cái bài này lúc nãy anh, như vậy như anh bảo ấy, đối với những cái bài nào mà đối với những cái bài nào mà tham số m có chứa cả bậc nhất và bậc 2, nên là thường thường thì các em sẽ nhẩm nghiệm, tại vì nó sẽ cho các em một nghiệm đẹp. Nhưng mà đối với cái bài này thì nhiều em không biết là nghiệm của nó là bao nhiêu, nên là anh sẽ hướng dẫn các em. Các em sẽ cho m bằng 1, m bằng 2, m bằng 3. Đấy, các em bấm, các em thay m bằng 1, m bằng 2, m bằng 3 lần lượt các giá trị này vào đây, và các em giải cái phương trình bậc 3 xem nó có cái nghiệm nào không thay đổi không nhá. Bây giờ là các em để ý này, anh vào cái chính tính năng giải phương trình bậc 3. Bây giờ với m bằng 1 thì anh thay ở đây hệ số của x cũng bằng 1 này, cái là trừ 1 bình, trừ 1 bình trừ 6. Đấy, cái là 15 1 nhân 1. Đấy, cái là trừ 9 nhân 1 bình. Thành ra là ấy đấy. Đấy, ở đây thì đối với m bằng 1 thì anh tìm được hai nghiệm là x1 bằng 1 và x2 bằng 3. Đấy, ở đây nó có x bằng 1 và x bằng 3. Anh thử m bằng 2 nhé. M bằng 2 nó có cái gì? 2 này trừ 2 bình trừ 6. Đây là 15 nhân 2. Đây là trừ 9 nhân 2 bình. Nó có nghiệm bằng 2, nó có một nghiệm bằng 2 và hai nghiệm còn lại là hai nghiệm phức thì mình không quan tâm. Đấy, sinh ra sẽ có một nghiệm x bằng 2 ở đây. Đấy, đối với m bằng 3 thì sao? Đối với m bằng 3 thì các em thử vào đây. 3 này trừ 3 bình trừ 6 này. Đấy, 15 nhân 3 này trừ 9 nhân 3 bình. Đấy, nó sẽ ra nghiệm bằng 3 và hai nghiệm lại không có cái bằng nghiệm phức. Đấy. Và ở đây các em có thể thử thêm những cái m bằng 4, m bằng 5, m bằng 6 chẳng hạn. Đấy, nhưng nó nhiều quá, ở đây đến m bằng 3 thôi là anh đã phát hiện ra điều đặc biệt rồi. Các em để ý này, với m bằng 1 thì nó sẽ có nghiệm x bằng 1, với m bằng 2 sẽ có nghiệm x bằng 2, với m bằng 3 sẽ có nghiệm x bằng 3. Thì ở đây anh sẽ đoán ra rằng với mọi m thì cái phương trình sao này, cái phương trình sao luôn có nghiệm
x bằng m. Đấy, luôn có một nghiệm là x bằng m. Đấy, nên là cái này sẽ có một cái vế trái này. Cái vế trái này sau khi các em tách sẽ có một nhân tử là x trừ m. Đấy, đi tìm cái vấn đề còn lại. Ở đây là một cái đạt mức bậc 2 là như nào, tìm nó như nào thì bây giờ anh sẽ nói luôn. Để làm theo cách tự luận ấy, sau khi tìm được cái nghiệm x bằng 1 rồi thì các em thường thường các em sẽ sử dụng cái lượng đồ Horner. Lượng đồ Horner có nghĩa là như nào? Ở đây thì các em điền các hệ số của phương trình này, m này, trừ m bình trừ 6 này, ở đây là 15m này, ở đây là trừ 9m bình này. Đấy, ở đây là các em điền cho anh cái nghiệm của phương trình đấy nhá. Nghiệm ở đây là m đúng không? Rồi, cái dòng này thì các em hạ nguyên xuống. Đây sẽ là cái hệ số của cái đa thức bậc 2 này. Đấy, thằng dòng này các em hạ nguyên xuống. Để tính cái này, để tính cái giá trị này. Đấy, thì các em lấy cái này nhân cái này. Ở đây các em thực hiện phép nhân. Đấy, xong rồi cộng với cái này, các em thực hiện phép cộng. Đấy, có nghĩa là gì? Có nghĩa là m bình này, trừ m bình này, trừ 6 này. Ở đây nó sẽ ra trừ 6. Đấy, xong rồi để tính cái này, để tính các em lấy cái này nhân với cái này. Đấy, thực hiện phép nhân ở đây. Xong ở đây các em lại thực hiện phép cộng. Đấy, nó sẽ là cái gì? Trừ 6m cộng 15m là 9m đúng không? Đấy, 9m. Xong rồi để tính cái cột cuối cùng này. Tại vì anh luôn biết cái cột cuối cùng này là bằng 0 rồi. Nhưng các em có thể kiểm tra lại là các em lấy cái m này nhân với cái 9m này. Anh nhầm nhá, nhân với 9m này, thực hiện phép nhân ở đây. Xong các em lại thực hiện phép cộng ở đây. Đấy, và nó ra đúng bằng 0 luôn. Thì cái hệ số của tam thức bậc 2 đây sẽ là m trừ 6 và 9m. Và nó sẽ là m bình này trừ 6 mx bình trừ 6x cộng 9m. Đấy, mx bình cộng 6x trừ 9m. Đấy, đấy là các em dùng lược đồ Horner. Còn anh có một cái cách khác, anh có một cách khác để tìm cái biểu thức này bằng máy tính cầm tay nhanh hơn. Đấy, là gì? Mà thôi, để tí nữa sang cái ví dụ số, đến ví dụ số 10 thì anh sẽ nói lại nhá. Ví dụ số 10 thì anh sẽ nói cách đấy. Thì trước tiên là mình cứ làm theo cách này đã. Đấy, sau khi các em phân tích được như này thì các em ra cái phương trình ban, cái phương trình sau ấy sẽ tương đương với x trừ m nhân mx bình trừ 6x cộng 9m bằng 0. Đấy, và tương đương với các em sẽ ra hai cái, một cái là luôn luôn là x bằng m, rồi cái thứ hai là phương trình bậc 2 mx bình trừ 6x cộng 9m bằng 0. Các em gọi đây là phương trình 1 đi chẳng hạn. Đấy, và bây giờ người ta yêu cầu này, tìm m để c cắt ox tại hai điểm phân biệt. Tức là người ta yêu cầu là tìm m để cái phương trình sau này có hai nghiệm phân biệt. Có hai nghiệm phân biệt mà rõ ràng mà cái phương trình sau đấy luôn có một nghiệm x bằng 1 rồi. Đây là phương trình bậc 3 nhá, nên là nó có tối đa 3 nghiệm. Đấy, nó có tối đa 3 nghiệm và trong đó luôn có nghiệm x bằng m rồi. Nên là để cái phương trình để có hai nghiệm, hoặc là mình sẽ đẩy ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là gì? Trường hợp thứ nhất là phương trình 1 có nghiệm kép, có nghiệm kép khác m. Đấy, khi phương trình 1 có nghiệm kép, có nghiệm kép có nghĩa là có một nghiệm và một nghiệm khác m, một nghiệm bằng m, đấy là có hai nghiệm. Và cái trường hợp số 2 là các em giải là cái trường hợp là phương trình 1 này có hai nghiệm phân biệt, trong đó một nghiệm bằng m. Đấy, trong đó một nghiệm bằng m. Các em giải hai cái trường hợp này ra thì các em sẽ tìm được m thôi. Đấy, phương trình 1 có nghiệm kép khác m có nghĩa là như thế nào? Khác m thì cái đầu tiên là các em thay m vào cái vế trái ở đây thì nó phải khác không đúng không? Có nghĩa là m này nhân m bình này trừ 6m này cộng 9m này phải khác không. Cái thứ hai là có nghiệm kép là delta phải bằng 9 trừ 9m bình bằng 0. Tương đương ở đây m là như nào? M ở đây có m bình này, m mũ 3 này cộng 3m khác không. Cái điều kiện này tương đương với m khác không? Đấy, m mũ 3 3m đúng rồi, m khác không. Cái thứ hai là anh ra m bằng cộng trừ 1. Đấy, thì tương đương, cái này tương đương với m bằng cộng trừ 1 luôn.
Đến đây các em có thể kết luận luôn rồi, các em có thể kết luận ra là D rồi. Đấy, quanh vào D luôn. Nhân nếu mà các em vẫn chưa chắc chắn thì các em giải tranh cái trường hợp số 2. Trường hợp số 2 thì điều kiện của nó gì? Phương trình này có hai nghiệm phân biệt, trong đó một nghiệm bằng m. Có hai nghiệm phân biệt thì delta bằng phải bằng 9 trừ 9m bình. Phải lớn hơn không đã. Đấy, có một nghiệm bằng m có nghĩa là các em thay m vào đây. Các em thay m ở đây thì nó phải bằng 0, thay m về trái nó phải bằng 0. M nhân m bình trừ 6m cộng 9m bằng 0. Đấy, tương đương với ở đây các em sẽ ra cái gì? M làm giữa trừ 1 bằng 1. Đúng không? M làm giữa trừ 1 bằng 1. Cái thứ hai ở đây các em ra một cái m bằng 0. Đấy, tương đương m bằng 0 vẫn thỏa mãn này. À, thực ra là còn một cái nữa các em ạ. Để cái phương trình bậc 2 này có hai nghiệm phân biệt nữa thì cái hệ số này phải khác 0 nữa, m phải khác 0 nữa. Đấy, rõ ràng m vừa bằng 0, m vừa khác 0 nữa thì rõ ràng cái trường hợp này loại rồi, trường hợp này vô lý. Đấy, có nghĩa các em chỉ còn m bằng cộng trừ 1 thôi. Đây là bài toán này nhá. Đấy. Tiếp theo đây thì anh sẽ trình bày cho các em. Đối với bài này như là anh bảo các em thử từng cái giá trị này m bằng 1, m bằng 2, m bằng 3, m bằng 4, m bằng 5 đúng không, để tìm nghiệm đúng không? Nhưng bây giờ anh không sử dụng những cái này nữa tại vì nó khá là lâu, phải sử dụng nhiều giá trị nên rất là lâu. Nên là bây giờ anh sẽ giải cái phương trình này. Anh sẽ tìm cái nghiệm của nó bằng cái phương pháp anh gán luôn m 100. Đấy, anh gán luôn m 100 và anh giải cái phương trình này với m 100 thì anh sẽ tìm nghiệm thôi. Đấy, bây giờ nhé, anh sẽ nhập này, hệ số là 100 này. Trừ 100 bình trừ 6. Ở đây là 15 nhân 100 này. Ở đây là trừ 9 nhân 100 bình. Đấy. Anh gán đúng ở 100 và anh thay vào các hệ số này thôi. Và em giải ở đây luôn có một nghiệm x1 bằng 100 đúng không? Thì x1 ở đây chính là bằng m luôn. Tại vì sao? Tại vì nó có một nghiệm m 100 rồi đấy. Bây giờ còn hai nghiệm còn lại như nào thì sẽ có một nhân tử là x trừ m đúng không? Đấy, x trừ m. Đấy. Hai nghiệm còn lại là sẽ là như nào? Hai nghiệm còn lại sẽ là nghiệm của cái phương trình gì? X2 là đều là hai nghiệm phức, các em để ý đều là hai nghiệm phức. Nếu mà nghiệm phức này anh gán nó vào biến nhớ A, tô A. Nghiệm này anh gán vào biến nhớ B. Sau khi cái phương trình mà có hai nghiệm ấy, nếu mà phương trình có hai nghiệm x1 và x2 thì hai nghiệm đấy sẽ là nghiệm của cái phương trình x bình phương này trừ x1 cộng x2 nhân x cộng x1 nhân x2. Đấy, cái này các em học từ lớp 9 rồi. Hay là nó là nghiệm của phương trình x bình phương trừ f(x) cộng p đấy, với f là tổng, p là tích đấy. Anh chỉ giới thiệu lại thôi. Đấy, sau khi các em tìm được hai nghiệm phức là các em gắn nó vào A và B. Các em về cái chế độ mod 2 số phức và các em tính tổng A cộng B. A cộng B là 0,06 và A nhân B bằng 9. Đấy. Và hai cái nghiệm phức sau khi các em gắn vào 100 nó sẽ là nghiệm của phương trình x bình này trừ 0,06 nhân x cộng 9. Đấy. Nó sẽ có nghiệm là x trừ m nhân x bình trừ 0,06. Đây anh sẽ viết ở đoạn này. Sau khi gán nghiệm 100 nhé, anh sẽ viết ở đây. X trừ 100 này nhân x bình này trừ 0,06x này cộng 9 bằng 0. Các em lưu ý cho anh này, cái phương trình này cái hệ số của x mũ 3 là m nên các em phải nhân m đây, các em nhân 100 ở đây. Hệ số của x mũ 3 là 100 nên các em nhân 100 ở đây. Đấy. Tại vì sao các em phải nhân 100 nó mới đủ hệ 100 x mũ 3. Rõ ràng bây giờ các em để ý này, sau khi các em biết như này thì các em nhân 100 vào cái biểu thức này thì nó sẽ ra là x trừ 100 này nhân x bình này trừ 6x này cộng 900 đúng không, bằng 0 đúng không. Đến bây giờ các em sẽ viết để dạng là x trừ m nhân x bình trừ 6x cộng 9m, mx bình ở đây là 100 đấy, mx bình trừ 6x cộng 9m bằng 0 đấy. Rõ ràng là mình phân tích được như này rồi. Nó có nhanh hơn không các em?
Đấy, rất là nhanh. Đấy, về những cái bài sau là anh sẽ sử dụng cái phương pháp là gán M 100 như này luôn nhé. Mà anh không sử dụng là gán M bằng từng cái giá trị là 1, 2, 3, 4, 5 này đâu. Đấy, vậy là anh đã trình bày xong cái ví dụ số 4 ở trong sách. Tiếp theo là anh sẽ sang luôn cái ví dụ số 5. Cái ví dụ số 5. Ví dụ số 5 ở đây. Đấy. Trong quá trình anh giải, nếu mà em nào mà có thắc mắc gì thì cứ hỏi luôn tại đây nhé, để anh trả lời nhé. Ví dụ số 5 là người ta cũng cho một cái hàm số bậc 3 y bằng x mũ 3 trừ 3x bình cộng x cộng 2. Đấy, có đồ thị là C chẳng hạn. Và người ta cho một cái đường thẳng y bằng mx trừ 1 trừ m trừ cộng 1, đây là đường thẳng D. Người ta yêu cầu các em là tìm m, m bằng bao nhiêu để C này cắt D tại hai điểm phân biệt, tại ba điểm phân biệt chứ, A, B, C, sao cho A, B bằng B, C. Đấy, A, B bằng B, bài này thì thực ra là nhiều em cũng làm rồi. Ở đây người ta cho các đáp án là gì? A là m thuộc âm vô cùng đến không hợp với bốn tính dương vô cùng. Đáp án B ở đây là m thuộc r. Đáp án C ở đây là m thuộc và trừ 5 phần 4 dương vô cùng. Và đáp án D ở đây là m thuộc trừ 2 đến dương vô cùng. Đấy. Trước hết là các em cứ viết cho anh cái hoành độ giao điểm đã. Các em cứ viết cho anh cái hoành độ giao điểm đã. Phương trình hoành độ giao điểm trước. Phương trình hoành độ giao điểm. Ở đây là gì? Đây là x mũ 3 này trừ 3x bình này cộng x cộng 2 này bằng mx trừ m cộng 1. Đấy. Và cái này bằng tương đương với x mũ 3 này trừ 3x bình này cộng x trừ mx cộng 1 trừ m nhân x. Đấy, cộng 2 trừ 1 là 1 cộng m, cái bằng 0. Bây giờ các em thực hiện cái cách tương tự như anh làm lúc nãy để các em tìm nghiệm của phương trình này. Ví dụ ở đây anh gán m bằng 100 đi chẳng hạn. Anh coi m 100 nhé và anh giải phương trình bậc 3 này. 2 3. Anh nhập hệ số 1 trừ 3 này, 1 trừ 100 này, 1 cộng 100. Đấy. Và đây anh ra hai nghiệm là này, x1 là như này, x2 là như này, x3 là 1. Đấy, chỉ có đúng một nghiệm đẹp là x trừ 1 thôi đúng không? X bằng 1. Đấy, sẽ có một nhân tử là x trừ 1. Cái nhân tử còn lại là các em tìm từ hai cái nghiệm này. Cái nghiệm x1 này các em gắn vào A. Cái nghiệm x2 các em gắn vào B. Sau đó các em về menu 1, các em ấn A cộng B. Đấy, bằng 2. Tổng S bằng x1 cộng x2 bằng A cộng B bằng 2 đúng không? Tích P bằng x1 nhân x2 bằng A nhân B bằng trừ 101. Đấy, bằng trừ 101. Và khi đó hai cái nghiệm x1, x2 vừa rồi nó sẽ là nghiệm của phương trình gì? X bình phương trừ Fx là trừ 2x cộng P trừ 101. Đấy, bằng 0. Tương đương với x trừ 1 nhân x bình trừ 2x. 101 là các em tách thành m cộng 1. Tại vì sao? Tại vì các em vừa gán m 100. Đấy. Trừ m trừ 1 bằng 0. Đấy, các em tách được cái phương trình đấy ở đây rồi. Rất là nhanh, đúng không? Các em không phải sử dụng nhẩm cái Hockner đó. Nhiều bạn nhẩm rất là nhanh ấy, nhưng có nhiều bạn nhẩm lại không được nhanh. Cho lắm nên mình sử dụng bằng máy tính rất là nhanh. Thì khi đó phương trình này sẽ luôn có nghiệm là x bằng 1. X bằng 1 thì suy ra y bằng gì các em? X bằng 1 các em theo ở đây thì em tính được tung độ của nó luôn là 1 trừ 3. 1 2 3 3 trừ 3 là 1.
Đấy, x bằng 1 chia ra y bằng 1. Và cái nghiệm còn lại sẽ là x bình trừ 2x trừ m trừ 1 bằng 0. Đây, anh gọi đây là phương trình sau. Đấy. Trước tiên là các em tìm cho anh cái điều kiện để C cắt D tại 3 điểm phân biệt. D tại 3 điểm phân biệt. Chắc nhiều em cũng học rồi, tương đương cái phương trình sau này sẽ có hai nghiệm phân biệt đúng không? Phương trình sau có hai nghiệm phân biệt. Khác khác nghiệm x bằng 1 này, khác 1. Đấy. Khác 1 tương đương với 1 bình trừ 2 nhân 1 trừ m trừ 1 khác 0. Các em thấy x bằng 1 và vế trái của nó là phải khác 0. Đấy là để có nghiệm khác 1. Và cái điều kiện thứ hai là delta phải bằng 1 này cộng m cộng 1 lớn hơn 0. Tương đương ở đây là gì? 1 trừ 1 là hết này, trừ 2 trừ m, m cộng 2 khác 0 là m khác trừ 2 này. Ở đây là m cộng 2 khác 0 là m lớn hơn trừ 2, tương đương với m lớn hơn trừ 2. Đấy, đây là một cái điều kiện. Điều kiện này là điều kiện để cái phương trình này có hai nghiệm, ba nghiệm phân biệt thôi. Phương trình hoành độ có ba nghiệm phân biệt hay là hai cái đồ thị có ba giao điểm ấy. À, bây giờ cái thứ hai mình cần làm và quan trọng hơn này này là tìm điều kiện để cắt tại ba điểm phân biệt sao cho AB bằng BC. Đấy, AB bằng BC. Các em để ý cho anh ấy có một tính chất rất đặc biệt của hàm bậc 3, đó là đối nếu mà cái hàm một hàm bậc 3 như này thì điểm uốn luôn là tâm đối xứng của đồ thị hàm số bậc 3. Điểm uốn là gì? Điểm uốn là nghiệm của cái phương trình y 2 phẩy bằng 0. Đấy. Mà các em để ý y của nó như này thì em tính y phải bằng 3x bình trừ 3x bình trừ 6x cộng 1 đúng không? Đấy, y 2 phẩy các em tính ra bằng 6x trừ 6 nên y 2 phẩy bằng 0 tương đương với x bằng 1. Rõ ràng x bằng 1 nó chính là cái điểm này đúng không? Nó chính là cái điểm này. Tức là có sẽ có một giao điểm đường thẳng D các cái đồ thị này sẽ có đúng cái có một giao điểm là có tọa độ là 1 1. Đấy. Và điểm này có thể là điểm B luôn này tại vì AB bằng BC mà. AB bằng BC lên B phải là trung điểm của AC. Đấy, lên B phải là điểm uốn. Rồi. Rõ ràng các em để thấy này, do B là điểm uốn nên là khi cái đường thẳng mà cắt đồ thị tại ba điểm phân biệt đấy nên là hai cái điểm còn lại luôn đối xứng với nhau qua điểm B nên cái điều kiện còn lại các em không cần phải tìm nữa. Đấy, điều kiện còn lại thì các em không cần phải tìm nữa. Anh giải thích lại này. Do đồ thị hàm số bậc 3 luôn nhận điểm uốn làm tâm đối xứng. Đấy, nên là để cái đường thẳng D này cắt đồ thị C tại ba điểm phân biệt mà trong đó một giao điểm là điểm uốn thì hai cái điểm còn lại nhất định phải đối xứng với nhau qua điểm uốn. Có nghĩa là nếu mà ở đây là A, ở đây là B. Đấy. Có nghĩa do các em nhận thấy cái điểm B này, cái điểm này là điểm đối xứng, là tâm đối xứng của cái đồ thị này rồi. Nên các em không cần phải tìm cái điều kiện để AB bằng BC nữa. Tại vì cái này luôn đúng rồi. Đấy. Các em theo dõi lại nhé. Nên là cái kết quả của bài toán này chỉ cần là m lớn hơn trừ 2 thôi. Tức là cái điều kiện để cái phương trình có ba nghiệm phân biệt. Hay là C cắt D tại 3 điểm phân biệt. Đấy. Phải m lớn hơn trừ 2 và các em quay vào phương án D. Các em không vào cho anh phương án D nhé. Rồi. Tiếp tục anh sẽ sang luôn cái ví dụ số 6. Anh sẽ sang luôn cái ví dụ số 6 trong sách. Người ta cho các em một cái hàm số bậc 3 y bằng x mũ 3 trừ 3x bình cộng m có đồ thị là C. Đấy. Và người ta yêu cầu tìm m bằng bao nhiêu để đồ thị để C cắt trục hoành cắt OX tại ba điểm phân biệt. Tại ba điểm phân biệt đấy.
Và các phương án người ta cho sẵn là A, M làm giữa trừ 4 và 0. B, M cũng nằm giữa trừ 4 và 0, lấy dấu bằng này. C, M nằm giữa 0 và 4. D, M cũng nằm giữa 0 và 4 nhưng mà không lấy dấu bằng. Đã, người ta cho 4 phương án này. Thực ra ấy, cái bài này ấy, để làm được cái bài toán này thì các em sử dụng cho anh cái phương pháp cô lập tham số M, tại vì ở đây chỉ có tham số M là bậc 1 thôi. À, nên các em có thể hoàn toàn cô lập tham số M. Có nghĩa cách làm của nó như nào? Có nghĩa là các em viết phương trình hoành độ giao điểm. Đấy. Các em viết phương trình hoành độ giao điểm là x mũ 3 trừ 3x bình cộng m bằng 0 tương đương với m bình m bằng 3x bình trừ x mũ 3 đúng không? Bây giờ các em xét cái hàm số fx bằng trừ x mũ 3 cộng 3x bình này trên R. Đấy. Khi đó để cái phương trình này có ba nghĩa phân biệt tương đương với đường thẳng y bằng m, đồ thị hàm số y bằng fx tại ba điểm phân biệt. Đấy, tại ba điểm phân biệt. Thì để khảo sát cái hàm này thì các em chỉ cần vẽ cho anh cái bảng biến thiên thôi. Để vẽ cái bảng biến thiên của hàm số 3 thì rất là dễ, thì các em giải cái phương trình f phải x bằng 0 tương đương với trừ 3x bình cộng 6x bằng 0. Đấy, tương đương với trừ 3x nhân x trừ 2 bằng 0 tương đương với x bằng 0 hoặc x bằng 2. Đấy, có hai điểm cực trị như này. Đấy, và các em vẽ cho anh được cái bảng biến thiên. X này, 0 này, 2 này, dy phải bằng 0 này, f phải x bằng 0 này và fx nằm giữa hai nghiệm thì f phải x mang dấu cộng, trái dấu, nằm ngoài hai nghiệm thì mang dấu trừ cùng dấu với hệ số a. Đấy, và ở đây anh vẽ được cái bảng biến thiên như này. Ở đây là âm vô cùng, ở đây là dương vô cùng. Ở đây các em tính kiểu gì? Các em thấy x bằng 0 ở đây thôi, bằng 0 này. Các em thấy x bằng 2 ở đây là 3 nhân 4 12, 12 trừ 8 là 4. Đấy. Từ cái bảng biến thiên này các em để ý là để cái đường thẳng y bằng m cắt đồ thị y bằng fx tại ba điểm phân biệt thì cái đường thẳng đấy nó phải nằm ở đây. Thì có nghĩa là m phải nằm giữa 0 và 4. Đấy, các em chọn cho anh cái phương án D. Các em vẽ được cái bảng biến thiên này nhé. Và để đường thẳng y bằng m là một đường thẳng song song với chỗ x cắt đồ thị y bằng fx tại ba điểm phân biệt thì đường thẳng đấy y bằng m thì nó phải nằm như này. Đấy. Tức là m nó phải nằm giữa 0 và 4 như này. Và các em chọn phương án D. Đấy, anh giải thích lại. Cái cách thứ hai ấy để sử dụng máy tính bài này ấy thì các em có thể sử dụng luôn cái phương án là thử thử giá trị. Có nghĩa là gì? Các em thử các cái phương án có dấu bằng trước đã để xem các em có thể loại được không. Bây giờ nhé, ở B và C nó có chung giá trị m bằng 0 đúng không? Bây giờ anh sẽ thử với m bằng 0. Nếu mà m bằng 0 mà không thỏa mãn thì anh có thể loại được luôn. Các em để ý này, nếu mà m bằng 0 thì cái phương trình hoành độ giao điểm sẽ là x mũ 3 trừ 3x bình bằng 0 đúng không? Tương đương với x bình nhân x trừ 3 bằng 0. Rõ ràng cái phương trình này có hai nghiệm. Hai nghiệm không thỏa mãn yêu cầu đề bài. Nên mình loại ngay phương án B và phương án C. Đấy, m bằng 0. Để anh thử với m bằng 0. À, bây giờ để thử cái phương án A và D thì các em chỉ cần chọn thôi, tại vì đây là hai cái phương án có hai cái miền riêng biệt rồi. Ví dụ các em chọn A, nếu mà A thỏa mãn thì các em chọn luôn. Nếu A không thỏa mãn thì các em chọn D. Thế thôi. Bây giờ anh sẽ ở đây các em anh sẽ chọn m bằng -1 chẳng hạn. Anh ấy chọn m bằng -1 chẳng hạn. Thì khi đó cái phương trình hoành độ giao điểm của anh sẽ là x mũ 3 trừ 3x bình trừ 1 bằng 0. Các em nhập vào máy tính và các em xem cái phương trình này có ba nghiệm phân biệt không. 2, 3, 1 này, 0, trừ 3 này, 0 này, trừ 1 này. Đấy, một nghiệm này. Đấy, hai nghiệm còn lại nghiệm phúc. Rõ ràng phương trình này có đúng một nghiệm. Thì suy ra nó sẽ có một giao điểm nên là loại phương án A. Thì phương án thỏa mãn của anh sẽ là phương án D. Đấy, đối với bài này các em sử dụng phương pháp thử với giá trị m. Đấy. Cái ví dụ số 7
Tiếp theo, cái ví dụ số 7 tiếp theo thì cũng thế. Ví dụ số 7 nó khó hơn, nó liên quan đến hàm mũ hoặc hàm logarit. Đấy, có thể nhiều em, nhiều em chưa học hàm mũ và hàm logarit. Anh sẽ trình bày nốt cho các em cái ví dụ số 7 nhé. Ví dụ số 7 này, người ta yêu cầu là tìm tất cả các cái giá trị thực của tham số m để phương trình y m bằng bao nhiêu, để cái phương trình 4x mũ x bình trừ 2 mũ x bình cộng 2 cộng 6 bằng m có 3 nghiệm phân biệt. Đấy. Phương án A người ta cho các em m bằng 3. B là m lớn hơn 2. C là 2 m làm giữa m và 3. Và D là 2 làm giữa 2 và 3. Đấy. Bài toán người ta cho như này. Để làm cái bài toán này thì vốn dĩ ấy, các em sẽ có một cái dòng như sau. Thì cái số nghiệm của cái phương trình sau này là số giao điểm của đường thẳng y bằng m với đồ thị hàm số fx bằng 4 mũ x bình trừ 2 mũ x bình cộng 2 cộng 6. Đấy. Đồ thị này mình xét trên tập R nhé. Tại vì sao? Tại vì tập xác định của nó là R mà. Thì đối với cái bài này để xét cái dạng này thì các em cũng khảo sát và lập bảng biến thiên của cái fx này thôi. Đấy, thực ra khảo sát thì lập bảng biến thiên nó cũng không khó. Nhưng mà trong sách anh trình bày cho các em mà để lập được bảng biến thiên thì các em sử dụng cái table. Các em sử dụng cái table nhưng mà các em không lập được cái bảng biến thiên chính xác đâu, mà các em chỉ ra những cái giá trị xấp xỉ thôi. Ở đây anh sẽ lập cái bảng biến thiên như này, x này, f phải x này và fx này. Đấy. Ở đây là âm vô cùng này, dương vô cùng này. Âm vô cùng, dương vô cùng. Thực ra thì là bảng biến thiên bằng cái table rất là khó nên là thường thường là anh không hay dùng đâu. Nhưng mà thôi anh sẽ thử anh sẽ sử dụng thử bài này xem sao nhé. Anh gọi cho 17 này. 18. 18, anh nhập hàm 4 mũ x bình. Đó. Trừ 2 mũ x bình cộng 2. Cộng 6. Bây giờ anh cho sát bằng trừ 10. N bằng 10. Step bằng 20 chia cho 29. Đấy. Thì anh sẽ ra một cái bảng biến thiên để xem cái f phải x đổi dấu bao nhiêu lần. À, cái f đổi dấu bao nhiêu lần. Xem nó tăng giảm như nào thôi. Lập bảng cái này nó rất là khó. Đây nó đang từ dương vô cùng là giảm dần này. 12 9 này. Đấy, nó đang từ dương vô cùng nha, xong nó giảm dần xuống cái gì đó. Đấy, nó giảm đến đây. Nó giảm xuống xấp xỉ cái giá trị 2 đấy, xong nó lại tăng lên tiếp các em ạ. Đấy, nó lại tăng lên tiếp, tăng lên đây đến đâu. Đấy. Nó lại tăng lên một cái giá trị 2,8 bao nhiêu này, gần với giá trị 3. Đấy anh biết ở đây là 2,835 nhá.
Đấy, xong nó lại giảm xuống cái giá trị xấp xỉ bằng 2 này, xong nó lại tăng lên tiếp, lại xong ở đây nó lại bắt đầu tăng dần, tăng dần, tăng dần cho đến dung vô cùng. Đấy, các em để ý, nên là để cái phương trình này có ba nghiệm phân biệt thì tức là cái đường thẳng y bằng m cắt đồ thị này có ba tại ba điểm. Tại ba điểm thì các em để ý ở đây thì nó sẽ có thể là nó sẽ cắt tại đây, cắt đúng cái điểm này luôn, tại vì nhưng mà cái điểm này là điểm xấp xỉ. Cái điểm này xấp xỉ. Cái điểm này xấp xỉ bằng 3. Đấy, tại đúng một điểm này thôi. Còn tức là m sẽ bằng 2,835 và tức là m sẽ không nằm trong một cái khoảng nào cả. Đấy, nên các em cũng thể chọn luôn phương án A. Anh giải thích lại này. Do nhá. Các em để ý cái chiều tăng giảm của cái bảng biến thiên này. Các em để ý nếu mà cái đường thẳng y bằng m nó nằm ở đây thì sẽ cắt tại 4 điểm. Nếu mà đường thẳng y bằng m nó nằm trên cái giá trị 2,835 này, đấy, nó nằm ở đây chẳng hạn thì nó sẽ cắt tại đúng 2 điểm, hoặc nó nằm tại đây thì nó cắt tại 2 điểm, hoặc nếu nó nằm dưới thì nó không cắt tại điểm nào. Nên là để cắt tại đúng 3 điểm thì nó chỉ có thể cắt tại cái giá trị này thôi. 2,835, tức là chỉ có một cái giá trị của m, có đúng một giá trị của m để cái phương trình đấy có ba nghiệm phân biệt. Cái mà cái dạng trí đấy xấp xỉ bằng cái này thì anh lấy luôn bằng 3. Tại vì bằng 3, đáp án A nó chỉ có đúng một giá trị m thôi. Còn những cái đáp án B, C, D là có vô số giá trị thực của m, nên là mình loại. Đấy, đây là bài toán này. Có lẽ là cái buổi livestream hôm nay thì anh sẽ dừng lại ở đây luôn nhé. Tại vì anh đang thấy mạng hơi yếu rồi này. Đấy, cứ bị ngắt kết nối từ nãy đến giờ.